thời hợp ổn quá. Không? Ổn không Dung? Không ổn. Là bởi vì á, dòm lên cái màn hình màu đỏ là màu xui mà tôi mặc áo màu đỏ. Thường ta nói xui gặp xui là hên. Phải không? Lấy độc chị độc đó Dung. Chị chuyên đóng những giai độc mà chị độc nhất. Cho nên là không có cái nào đọc bằng chị hết trơn trời á. Nào các bạn cố gắng lên 1, 2, 3 yeah tiếp nào. Yeah. 1, 2, 3 yeah. Đó, mời đáp án từ chương trình. Hả? Rừng Trần Hưng Đạo, đồi chè Long Cốc, hang Bác Bó, động Ngườm Ngao, núi Hàm Rồng. Mời mọi người quay lại xem câu hỏi. Biểu tượng du lịch cũng là niềm tự hào của vùng đất Cao Bằng. Bắt đầu. Cao Bằng. Nè. Cao Bằng. Cao Bằng là hang Bác Bó nè. Đồi chè Long Cốc. Rừng nè, rừng chị vô trước Cao đi. Bằng. Cao Bằng là chắc chắn có rừng. Chị vô rừng đi. Thôi chị vô rừng đi. Cao Bằng động núi bây giờ cái kẻ ra đi bây giờ chị chắc chắn là giờ Bác Bó bây giờ Cao Bằng vô, vô, Cao vô, Bằng, vô, Cao vô Bằng. Rừng đi chị cứ vô rừng vô rừng em hang Bác Bó đi vô kẻ đi chị tại vì Bắc ở trên Cao Bằng ở Cao Bằng thường Cao Bằng là kẻ kẻ lớn không có đồi chè không nhanh lên chưa em nhớ là không có hang Bác Bó đồi chè không rồi đi quay 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 hết giờ gì vậy Dung? Tức quá. Thì tức cái gì? Tức cái nào? Các con biểu qua đây với má đi. Má vừa đi Cao Bằng xong về nè. Rồi chị mắc mấy đứa nhỏ mà không có nào qua chị hết. Chị ghé hang Bác Bó nơi mà Bác Hồ từng ở đó để làm việc cách mạng. Trời ơi. Trời ơi. Hay quá vậy Dung ơi. Chúng chỉ em lục Facebook kỹ nghe không có hình Bác Bó chị biết tay em. Sai lầm của mấy đứa không. Em. Chị Dung là cái người mà đi rất là nhiều nơi. Đi đóng phim mà từ Nam ra Bắc. Ừ. Đúng không? Chắc chắn 100% thì chị mới chọn vị trí này. Ừ. Và như anh nói hồi nãy cũng như là rút kinh nghiệm của đội trước, tức là cái vị trí nào mà chắc chắn 100% đội trưởng vô thì làm ơn ba người vô thì luôn đó, thấy chưa, để bảo toàn lực lượng đông đông chút xíu. Em chọn rừng Trần Hưng Đạo là bởi vì sao? Em nghe Cao Bằng thì ở trên thì chắc có rừng. Là có rừng hả? Dạ. Ủa em ơi, bộ rừng này chỉ nằm bên trên không có dưới hả em? Rừng cao su Long Thành này kia cũng nhiều lắm em ơi. Bây giờ anh Nghĩa phân tích ra thì em mới thấy đúng đúng. Và bây giờ Đại Nghĩa sẽ công bố đáp án đồi chè Long Cốc. Em là huấn luyện viên võ thuật mà bây giờ em còn đưa tay em bệnh cái tim em lại. Tinh thần em vững vàng lắm mà. Chè ở đâu con? Phải chi mà hồi nãy cái dây cuối cùng mà em nó cương quyết, nó phóng qua bên bà đội trưởng là ngon lành rồi, đúng không? Chè. Ủa mà chưa chắc đội trưởng đúng.